Hero cho skim này nâng cái mũi mình là cái rốt đấy này sơn đâm lại tôi chia à cây phở heavy spin cái đó còn heavy spin nó ọt đặc skill bọc mình là này thì mấy đại long big size nó cứ nói là cho từ nãy ta còn hai bản sân cái long cái phở stun long tới là nó còn ai deeper stun bắn nó về được con phở heavy spin bà tại bản sân còn cho mình là lại game nó lo mà đen tại nó đang tham mình là cứ chia stress nó game bọc con nó còn chia phổ phê đại đồ nông tràng bọc con ở đây giờ đang chơi đại con sản chất cho mình mino có mino phổ phục crowd control đây tại mino và bạn môi nó về được cái chắp hero cắt phơi à, bạn bạn tan được hero sen thì. Bả, chơi như nào mình xôm xoa cùng một căn cá của game ti buồn, cú ti muối này ngay ti muối knock out stage bao giờ này âm mà si phi bọn mà phải buồn đi khi mà nãy, chăng ta game này cứ chơi một chấm hiến robot kháng cầm liệt vịt eco robot tất cả cọ chúng mình cái tất cả semi final chúng mình đang tự prạ mà phải mơn đô la, rưa muối có kháng cầm pha khón tẹt trường quân mình căng là bay đặt đại kia tới lên game ti pram chúng mình đang pha khón esports và tập trên game ti bay mình đi khi mà nãy, bả chơi như này bây giờ mình đang cá này từ lúc thằng lên là bao quát admin ai để vừa những play chậm lại ở đó thế đọt đại đọt đại thế bạn làm cô đi khi mà nãy chọn là ta team fight nó còn cá chậm đam pi xem ai chơi được bao liệt vị eco lượng này ta quan đang thua cá through game mình thay tiền là bay ở cá xem nào Falcon esports là bay tất cả mình to rửa môi coi những nát cái nào bây giờ Falcon esports và tao bị chia game ti bay mấy bộ là bay ở quát mình thay tiền cái này chúng ta bao quát có can thua cá phụ khi chơi mình thay tiền chan tiền cá trong chia nó bao quát có can tay mình to tiền được kia bà chừng như nào mới như cái lấy cho mới chúng mới đang em lấy được con cá chân này bỏ phụ quật tới chế phí ghé ní tập đây phần á oi bè ní té bè ní té tiệt bè ní quật với cam mà form mười hai rất buồn ghé máy cái đây sau là bỏ bè ní chúng mình cam form hai rất vội quật cọ cái đau mình thế nở con cá bạc quật âm ấy xí nọ aztec ba cho mình là liquid echo ní yep yep ba chừng như mới đang học nè thà ta ghé mới nên nằng tư chi dạng na ba cái đã bây giờ phát cho bón sơn kim nó con ghé chắp đam nó con chúng mình đang ghé ti buồn ní nó chơi miền ai thế bạn mà còn ở Astro game mình muốn thế bà chỉ gọi là mùi mùi ấy mà tập vì mấy nhóm cái thà lịch vị eco nhóm cái thà phải còn chỉ tour ca ở đây là đạt mình tốt cái này vì sao lại khôi được mùi ăn liền được sao thì còn mấy lên tao vì ăn miếng cá sạc này ăn miếng thím phải được cho hay vậy tao cứ Astro game tao mùi chanh mùi chôn mùi chanh mùi chôn ở nhà nhai bên mà thua ở chỗ bên khôi đừng ăn được đi nhóm cái thà còn chỉ từ bàn cà đây mình tôi hỏi khá được nhiều này tại nói cho bạn nó cứ ở nó rưng mà có đây tại nam mấy cái thà game này cứ còn miếng đục hiệp sai game để thua ở mưa tới bắt đầu chụp mùi đang lấy hạt tại rom đây chụp lại play giả rom được như thế này mà chụp mình cu nó ăn steak cái mình thò mà nè bà crop steak nhưng cái tập xịn tại nó ăn steak cứ cần tập xịn chỉ được khi mà đây mà mập cuột nóng ai biết bà chẳng chụp mùi nó nên chụp mùi đang game mùi nên đang tự chi chẳng nào bữa nay tại vậy làm khăn JP là bộ này anh team fight phạm tôi mà đây lên mình thò mà nè măng cúp bia mệt mùi cari tri ban lơ mà chơi robot team liquid echo đánh bài giờ tạm nói mùi rồi ya mi flicker đỏ thôi tại kit ấy được chứ mình miên ấy trong ca đỏ thôi anh first blood đại đây kit ấy ta là mấy bữa nay bị JP flick phong này nó mới đỏ thôi bị kit ấy ọt đạch nhẹ nà đi đỏ thôi bà rồi và còn thử cam bao bộ thò liếm mà chức pha khoán bởi khi nạ bây giờ cari tri đỏ chúc bà rồi cho nơi tại khan thích gì thử mà lo tiền đi khi mà này ai dạ mẹ rõm thật đá đôi chì trong bãi nè đá lắm nè nó bây giờ đi tri nó bây giờ thô chắp đi vô tầm yên ghé đi bơi máu đôi chọn bạ tèm đó mà phơ mách cái đó là khan thì gì ốc mà cút ban thổ thổ ốc mà cút thổ thổ tèm đó mà chúng mình có được như thế này cho nên là mấy chúng mới nên đá kế đến ai những bạ được khi mà nào mà chúng mình cam perform nó bây giờ còn được tri tranh cho mình khan thì gì bảy bốn phạm đòn hời bảo và tại nhà mẹ tôi sẽ mang ra là thì phải cả lăng tè thọ bây giờ vô tầm yên ai bị thi can bao tèm đó cái này phải là lớn phụ quan nó tầm to để xa cho mình nâng đợt áo hai bây giờ bỏ quát cái nơi tái đợt đại được khi mà này gold bỏ quát co hạ phải khnì được khi khó khnì bảy bốn trăm rồi gold tái phần nào nóng bà chẳng mình cá đỏ thôi nó cá farm với những thứ mà rom thang game tặng pi nết đôi chim mình xây chỉ aggressive tầm màn tê sản phẩm team tặng pi game tặng pi bờ sân chỉ dùng mới khơi cho sáng nha khang mà chơi pha con bờ sân chỉ có trong thời gian một cái team fight này con cá lấy là bây ở miếng prip nó từ lơ cho mình lực phi eco lúc ta tay cho mình royal miếng con ai được ngày mày play con cá tẹt có combo cái này cho mình là kit ấy đời kia rồi mới có kit ấy con ta cá combo cái này mới pick event có ai được ngày pick off mà đấy đời mình bài thời gian trăm royal miếng có mà đấy cho mình game đi và tay theo trăm cho mình game này sanford cái đôi chia môi đằng san chi cứ quan tài để thưa ca từ đồng khan trong team vai được khi mà nãy chìm sai nó ca thì thi đó cho ba pin là khan được gì nhưng cái thằng kèm mới đi cứ còn đông trăm tại bể này chưa thi mi đầm bể mi chỉ còn là bể cái bể chính là trong team vai cứ ai đang vai all in vô đầm đòn đại JP đi hái nè ai thưa ca mẹ play trong ca bạc phụ thon làm bể ở vô tầm miền bảo bể này chưa thi ai thưa ca sừng cua trong team vai đại bắt đầu cho mình mi chỉ còn là bể tờ lơ sao mà chỉ khang trong phát con e sport man PH fan game này cứ còn vô cho mình là flicker chẳng game này nè để có chỗ đó PH fan mình nghĩ miền tây mà miền ai to tạt sàn chi
គាត់ copy ultimate របស់ Royal Mia ហើយទៅតាក់កជាមួយ PX7 ឬមកកាយរបស់ Candice គាត់ធ្វើការអុកមកគូតហើយខៃ PX7 ចេញពី Team Fight ប៉ុន្តែអាហ្នឹងរឡងដែលយើងគិតថាវាមិនងាយស្រួលក្នុងការកាត់ឡើងណាតែយ៉ាងមើលជាក់ស្ដែងជាមួយនឹង PX7 បន្ទាប់ពីការ performance ជាមួយនឹង Aurora របស់គាត់នៅក្នុង game ទី2ខ្ញុំឃើញគាត់មានចំហខុសជុងច្រើនមែនតើអញ្ចឹង game ទី4នេះតើគាត់នឹងធ្វើការឈោជាមួយនឹង position របស់គាត់យ៉ាងម៉េចដើម្បីដាក់ skill ទៅឲ្យវាចំណេញដើម្បីជួយសង្គ្រោះជាមួយនឹង Team Fight របស់ Falcon Esports ឲ្យវាជោគជ័យឲ្យវាឈ្នះបាទបាទយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹងការដាក់ ultimate PX7 មកជាមួយនឹង all in 5ទល់4តែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងសមាជិករបស់អេលីខ្វេអេកូគឺបែននេះកំពុងហ្វាមដែរទីមួយនឹងថតធំនេះបានលើអេលីខ្វេអេកូតែធីម5វាយខ្ទីដូចខ្ទំលីងយកតាមឡើងទីមួយនឹង first blood ក៏បានទៅសមាជិករបស់លីខ្វេអេកូ3 kill យកតាមឡើង4 kill ដែរក៏ណាជាមួយនឹងការដេញវាយលើបែននេះដកថយយកតែម្ដងបាទមានអារម្មណ៍ថាលីខ្វេអេកូមកវិញហើយបាទបាទអរគុណដល់ Nike ដែលបានដាស់រំដាក់រំលឹកឲ្យដល់ទីឃ្លីក PX បាទជាមួយនឹងមកដល់ហ្គេមទី3ទី4វិញនេះខ្ញុំណែបាទបន្ទាប់ពីយើងតោះដូចបានយាយចឹងដាក់ហ្គេមនេះគឺគាត់ដូចបាក់ហ្មងគឺគាត់រីត្រីមិនក៏រីត្រីមិនឈ្នះជាមួយនឹង Khal TC ដែរសូម្បីតែ Khal TC ដើមមកក៏គាត់សឹងតែភ័យមិនហ៊ានរីត្រីផងមកជាមួយហ្គេមនេះដោយសារតែយើងនឹងស្ដាប់ហើយវាសម្ពាធនៅក្នុងផ្លូវចិត្តគឺវាអញ្ចឹងហ្មងសម្ពាធផ្លូវចិត្តដូចគេមិនណែនៅពេលយើងរីត្រីចាញ់គេ4 5ដងអញ្ចឹងសូម្បីតែគេដើមមកដល់មកក៏យើងពិបាកអង្ការឈោជាមួយនឹងការរីត្រីខ្ញុំដែរអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នធូ2ទៅថល Khal TC ដើមមកដល់អុកតាមកូតរីត្រីផាច់ដែរចេញតែម្ដងមកជាមួយនឹងហ្គេមនេះអញ្ចឹងដាឌីងប្រមាណតិចណាជាមួយនឹងដាដូចគេមិនណែហើយតែមួយជាមួយនឹងការ combo skill ដែលចេញមកពីសមាជិករបស់គាត់ Falcon Esports ដូចជា Royal Mia ដូចជា Kidex និង PS7 ក៏បញ្ជួយ Team Fight ឲ្យច្រើនបាទដាក់គាត់ទៅការលូតខ្ញៅជាមួយនឹងកាឡាស៊ីតរបស់គាត់បានជោគជ័យទេចឹងណាមិញជាមួយនឹងហ្គេមនេះផងដែរពួកគាត់ត្រូវធ្វើការឈប់ហ្វាមដើម្បីទៅការដសាន់នឹងក្នុងហ្គេមនេះឲ្យបានល្អដូចដើមបើមិនជាគាត់ចង់បានជាមួយនឹងការចេញជំនះអូជាមួយនឹងហ្គេមប៉ះជួយនេះជាមួយនឹងហ្វីអេកូទៅខាងហ្គេមទី5បាទប៉ុន្តែដូចបាននិយាយចឹងអេយ៉ាស្រែងស្ដែងពេកហើយបាទវ៉ាវឈប់ហ្វាយបាញ់មិញបាទអត់ខ្វល់ខ្វាយទេហ្វាសែនណាមិញហ្នឹងយ៉ាប់ទៅត្រូវបងទៅបីតាក់កបបានជួយ Wi-Fi ដកថយនេះគ្មានបញ្ហា ultimate របស់ Benny គឺវាលឿនជាង 50% អញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាទេចុចជួយ Wi-Fi ដាក់ ultimate 100 ត្បាតបាទអត់មានបញ្ហាទេបាទអរគុណខ្ញុំណាស់បាទ Liquid Echo គេឲ្យ file ដូច game ទី3ទេអានេះគេហៅថា Liquid Echo Original បាទបើប៉ុណ្្នឹងគឺ Liquid Echo Original ដែរប៉ុន្តែគាត់អត់សហការគ្នា Team Fight វាយគ្នាអត់ខ្វល់អញ្ញាញ៉ៃអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់បរាជ័យក្នុង game ទី3ឱកាសក្នុងការ clean sweep បတ်3 0មិនអាចបានកើតឡើងទេមិនអាចទេយ៉ាប់យ៉ាប់យ៉ាប់បាទចឹងបច្ចុប្បន្នចាំមើលចាស់ឯងគណៈពេលដែលយើងមើលជាមួយនឹង game នេះដើម្បីតែចេញមក FIFA Con Esport លុះត្រាតែគាត់មានជាមួយនឹង late game ទៅគាត់អាចមាន damage បញ្ចេញឬមួយក៏មានការ fail ពី Liquid Echo ទៅគាត់អាចធ្វើការចាត់បាន retry ធូរធាត់ដដែលមកហើយជាមួយនឹងការដាក់ ultimate ដេញវាយយកតែម្ដងតែសមាជិករបស់ Liquid Echo ទៅតន់ទៅតន់ជាមួយនឹងការខៃចាប់ចោតបាយជាមួយនឹង Dark ជាមួយនឹង Kid Echo Flicker ដើម្បីដកថយផងដែរបាន objective តែបាត់បង់ជាមួយនឹង kill ផងដែរពីសមាជិករបស់ Falcon Sport មានអារម្មណ៍ថា Liquid Echo ដូចត្រូវមាត់បោះ Niker ដែលរៀងកាចឯហ្គេមមួយនេះតតែ Niker ដាក់3 4ម៉ាត់ទៅធ្វើឲ្យ Liquid Echo គាត់ចាប់ដើមមកវិញដូចគ្នាបាទសិស្សច្បងធំមកវិញហើយបាទយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹងហ្គេមនេះគឺ4-0 ដូចជាមានអារម្មណ៍ថា Liquid Echo ដូចចង់ធ្វើការបတ်យកតែម្ដងណាជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងអាទិភាពវាយពេញពេញតែម្ដងគណៈពេលដែលយើងលើកមក Power Boss នឹង Orangeburg គាត់ចាប់ដាំលូកចូលហើយទៅបី Threat T1 ផ្លើមិនបាត់បងយ៉ាងណាក៏ដោយយ៉ាងណាក៏គាត់អាចធ្វើការទៅឆ្កឹះយកជាមួយនឹង Active នឹង Burst របស់ Falcon Easy ដូចគ្នាបាទទៅបី Falcon គាត់មានប្រភេទ Aero CC ច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជាមួយនឹងអាកៃរបស់ Khal TC ចេញចូលដោយផ្ទះខ្លួនឯងចឹងមិនខ្វល់ខ្វាយយ៉ាសាន់ជីចៃមកព្រីកើមួយ recall កណ្ដាលមុខតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យ Royal Meal រៀងកាំងស្ដោកដែរដោយសារតែមិញអត់បានចៃអីទេទេតែកណ្ដាលទៅសាន់ជីក៏ព្រីកើទៅបាទអត់ខ្វល់ខ្វាយទេមិញដោយសារមិញគាត់ខ្លាចជួយនឹង Royal Meal គាត់ចាប់ជួយនឹងហ្គេមនេះចឹងនេះប្រមាណដែរព្រីកើឲ្យដើម្បីស្រួលខ្លួនតែម្ដងណាសិស្សច្បងធំមកវិញទៀតហើយ Niger បាទជាមួយនឹងការដេញវាយយកតែម្ដង5តងស្មាតដំ Ultimate មួយផងដែរដំទៅដំមកតែម្ដងសម្រាប់ធីមទាំងពីរតែយ៉ាងណាមិញមិនតាន់បាត់បង់ជីវិតតាំងគេទេងាកមើលជាមួយនឹង Benny ឈូសធីមដេញវាយម៉ាំងប្រាយយកតែម្ដងជាមួយនឹង3 kill ភ្លាមពីសមាជិករបស់ Team Liquid Echo បាទ 7-0 scoreboard បတ်ពេញដាច់ជាមួយនឹង goal 7k goal អាយ៉ាបាទជាសហការនេះល្អមែនតើជាមួយនឹងហ្គេមទី4នេះដូចខ្ញុំណែ Liquid Echo ធ្វើឲ្យក្រុម Falcon Esports ក្តីសង្ឃឹមក្នុងការដឹកដៃទៅកាន់ហ្គេមទី5ដូចជាខើចទៅហើយដោយសារយើងនឹងស្រាប់ហើយជាមួយនឹងហ្គេមមួយនេះអាយ៉ាអត់មានបញ្ហាគាត់អូកាដើម្បីឲ្យបែននេះមកទេយ៉ាចង់បែននេះមិញពាក់កអរេម៉ាស្គីទី2អូម៉ាស្គីទី2របស់ PX7 មិញខ្ញុំស្មានគាត់ពាក់កមិញចង់ភ័យ
យ៉ាទៅបីមិនក៏គាត់មានជួយទីហ្វាយនេះអត់មានបញ្ហាបាទបើមិនដូចគ្នាដើម្បីបោះគាត់គ្រប់គ្រាន់ហើយបើដូចជួយទីចូលបាយធីមហ្វាយតាំងពីនាទីទី4ហើយអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នគឺគាត់នៅតែធ្វើការបន្តមានដើម្បីក្នុងការ carry the game បន្តទៀតនេះគឺមិនណែជាមួយនឹង game មួយនេះហើយបើធីមហ្វាយព្រះណា JP បោះតាផូថលមកទុកឲ្យបែរនេះគឺទីអ្នកសារ៉េបាទសម្រាប់គាត់បាទៗៗយ៉ាងណាមែនជាមួយនឹងការចូលមកលួចជាមួយនឹងផុសផុសបើប៉ាំងប្រាវបាទគ្មានបញ្ហាបាទឡត់លឿនតែម្ដង9នាទីលឿនតែម្ដងបាទមានអារម្មណ៍ថាបងធំខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយយ៉ាតាមត្រូវបាទណៃគាត់ថាឲ្យមិញដូចគ្នាមកណែបន្ទាប់ពីធ្វើការលេងស្ទ្រូហ្គេមខ្លាំងពេកបាទបាយតម្រងលេងស្ទ្រូហ្គេម5 man spirit ដែលនិយាយគ្នាមិនសិនត្រូវសូម្បីតែការអហ្វរបស់ Liquid Echo មិញគឺមិនមែនជា Liquid Echo ដែលយើងស្គាល់ទេប៉ុន្តែហ្គេមទី4នេះគឺជា Liquid Echo ដែលយើងស្គាល់ហើយបាទសំខាន់ណាតាន់នេះមិនឡែតទេបាយតាំង mid game ទៅត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងការគោះដាច់2នាទី3នាទីដាច់ជាមួយនឹង T1 Threat ហើយដើរចូលវាយពី mid game ទៅតែម្ដងគ្មានរញ៉េរញ៉ៃទេបាទជាមួយនឹង game នេះបាទបាទឥឡូវដោះថ្នាក់ជាមួយនឹង JP ឈរបើក map យកតែម្ដងបាទបងបាទថយគេ Viper skill មកស្រឡាញ់មកណែអូចាប់បានហើយខាងលើបាទមិញតែគាត់អត់វាយទេបាទគ្មានបញ្ហាទេបាទគាត់បាទអេវាយមែនអីយ៉ាយ៉ាយ៉ាយ៉ាយ៉ាយ៉ាបាទតវាយវិញអាចគ្រោះថ្នាក់សុបួល70មកមកជាមួយនឹងគេនេះផងណែយើងរងចាំជាមួយនឹងឱកាសដែលហុចផលឲ្យ DK មិនណែចាំមើលតាអាចនឹងទេវតាប្រទីនឲ្យយើងឲ្យ DK Eco file ដែលទេមកសម្រាប់ Falcon eSport ណងណងឥឡូវនេះជាមួយនឹងការខៃចាប់ចប់ Royal Mia មួយជាមួយនឹងការ Flicker ដើម្បីដកថយផងដែរពី Royal Mia lot ទី1ក៏មានការ free clear ផងដែរបាទជាមួយនឹងគេនេះផងដែរបាទជាមួយនឹង Royal Mia បាទទឹកដោះគោស្រស់បាទតើគាត់ធ្វើបានល្អមែនទេចាបាទអីយ៉ាបាទចាប់ជាប់បែននេះមួយផងដែរតែបើធីមហ្វាយ4តូន5យកតាមដងវិស្មាចម្រោះហ្វាខុយស្ពតដំអាតមេតពីគិតអេចមួយផងដែរតែអត់មានដាមេជបេកអាប់អីទេភ្លាមភ្លាមជាមួយនឹងរូយ៉ាមេក៏ដាច់ផងដែរសល់តែ3រូបតែម្ដងមីញៀនមីតឡែនមីញៀនថបឡែនក៏មកដល់ផងដែរជាមួយតែតាអាចនឹងអេនដែរទេ2លីកវេកូដំមួយបាទធីមហ្វាយពីសានហ្វតបិទ0 kill ដែរក៏ណាពីហ្គេមមួយនេះភ្លាមភ្លាមជាមួយនឹងដាក់ក៏ដាច់ដែរសល់តែ PX7 ក៏ដូចជាគិតអេចតែម្ដងតែធីស្រីនផ្លូវមីតឡែនក៏មានការយកផងដែរពីលីកវេកអេកូដកថយយកតែម្ដងពីសមាជិករបស់ធីមលីកវេកPA បាទ Y Team 5មួយចំណេញបាន T3 Threat ដល់ទី2គណៈពេលទី T3 Threat នៅផ្លូវ Bottom Lane ជាមួយនឹង JP បើកបន្តមកទៀតហើយ Y ម៉ាំងប្រើដាក់ Ultimate មកផងដែរតែកុំភ្លេចមើលជាមួយនឹង Benny Shoot T3 Damage Y យកតាមនោះជាមួយនឹង Call DC គវីគវីក្បត់ខៃខាងឆ្វេងជាប់ខាងស្ដាំខៃខាងស្ដាំឆ្លងខាងឆ្វេងជាមួយនឹងការដេញ Y Y Best Right ក៏ណា2 Liquid PA ជាមួយនឹងចេញជំនះម្នាក់បានលើ Team Liquid Echo ក៏អីទៅកាន់ Semi Final បាទទៅលើ Liquid Echo ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់រង្វាន់នៅក្នុងដៃរហូតដល់ 200,000 ដុល្លារ USSD 11 នាទី Wow 11នាទី11នាទីនេះគួរ11 kill 11នាទីនេះគួរការឡើងហ្គេម3មិញហ្នឹងហើយតែគាត់លេងអញ្ចឹងមានអីមិន11នាទីបាទពេលខ្លះចង់ឲ្យ Niker រត់ធុញយកយកដែរណាយកតែលេងមកឈប់នេះរៀង surprise ទៅលើអ្នក control ដែរហ្គេមទី